Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái khay để giấy tờ của hãng IKEA. Cái kệ này nó khá là tiện, nó có thể kéo ra, kéo vô, lấy giấy tờ rất là dễ dàng. Bây giờ mình sẽ mở ra, quay lại một chút xíu trước, lúc mà mình mở ra mình gắn cái khay này lên cho các bạn coi nhé.